Video này mình thực hiện test hoạt động phần băng cassette của cục giữa đài Sony có model CFS-W660. Anh điện thoại anh nét cho em nhờ cái nào. À, cái thằng cu để đấy, đấy. Thế là gọi nó bằng anh là không được, phải gọi bằng cái thằng cu này, cái thằng cu điện thoại này thì nó mới nét cho. Đây này, CFS-W660. Video trước rồi đã test về radio và gì rồi, line in rồi. Video này test bằng cassette. Ở cái đài này nó có cái đặc điểm là khi thâu băng là chỉ cần ấn có một cái nút này thôi. Nha, không cần ấn hai bên cửa băng làm gì cả, ấn nút ở giữa này cái. Cửa bên đây là phát, cửa bên đây là thâu. Tua lại từ đầu để thâu luôn, xong là phát luôn, thế cho nó nhanh. Đây, giờ ấn mỗi nút này rồi nhá để. Đấy, chạy rồi, đang thâu băng này này. Đấy. Bây giờ cửa bên đây là phát này. Đấy, cửa bên đây là thâu vào này, đang thâu đấy. À, lúc nữa thì sẽ nó có tiếng cái để sẽ thâu tốc độ cao đây, tốc độ cao đây. Đấy, thâu tốc độ cao đây. Còn anh bên sông Cạn và hoàng hôn đưa tắm đáy sông xưa. Nhưng bên trong đơn vị vẫn của anh chiến sĩ của mộng mơ. Thường khi hai ba thằng chiều chiều ra bờ vắng ngắm mông lung. Chiều hôm kia thăm làng, nhiều đời anh ra đứng gác ven canh. Một cô đi bên đường, đẹp cửa như em khóc lúc giận anh. Để cho anh nghe thèm, đường chiều xưa người sáng lão em rơi. Thank you.
tua lại nha. Tua lại để xem nó thâu băng như thế nào. Thì nó thâu nét hay không thì là việc của cái đài, quan trọng là cái chức năng nó hoạt động. Khi thâu băng thì chỉ ấn mỗi nút ở giữa này xong. Thế hay. Bằng kém chất lượng. Thank you.
dừng bước giữa hoang vu. Đấy. Chức năng thâu băng hoạt. Mrs. Turner, her skirt's black, her blouse is. Chức năng thâu băng hoạt động bình thường nhá. Tua này. Tua này. Đấy. Tạm dừng này. Thì cái này cái bánh ở giữa ấy, nó belay ấy. Nó tác động vào cái trục cuộn băng ấy thì đã căng lại cái lò xo mà. Nó đã thay cái gọi là nó giống như kiểu cái lá côn rồi. Đấy, nhưng mà khi nó mòn cái đấy thì nó lại trượt. Khi anh thôi học và từ khi anh chỉnh áo chiến. Tua này. Tua này. Tạm dừng này. Vớt này. Đây là vớt này. Đấy. Thì vớt cái này, ấn cái này thì nó mới vớt lại này. Đấy. 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 Nó có vớt cả ngày. Đấy. Đấy. Thôi thì dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt.